Ngay thì thí. Ha ha, chú Thái sư huynh, vị sư đệ này của chúng ta có chút hơi vô quy tắc. Chỉ hy vọng sau chuyện hôm nay, hắn sẽ học được cách tôn trọng sư trưởng. Trương Diễn sư đệ, Trương Nguyên sư đệ có thể vào môn hạ của thẩm sư, cũng coi như là may mắn của nhất mạch chúng ta. Thẩm sư xem trọng đệ ấy cũng phải có lý do của nó. Chú Thái sư huynh có phần hơi quá đề cao hắn quá rồi. Hắn sợ là không hề có tư cách là vận khí của nhất mạch chúng ta. Đây là tỷ đấu nội môn, phải biết điều độ. Thẩm sư yên tâm, ta sẽ ra tay nương tình. Trung Nguyên sư đệ nếu sớm nhận thua, con nghĩ sẽ phải ít chịu khổ hơn. Dù sao đụng tay đụng chân sẽ không thoải mái đâu. Tiểu tử, giả bộ lãnh đạm gì chứ, lát nữa sẽ cho người đẹp mặt. Bắt đầu đi, hey! Đến đi, để ta xem. Kim mấy đệ tử đời cũ thì có chỗ nào ghê gớm. Xoẹt. Boom. Vượt vượt vượt. Những thủ đoạn này của ngươi ta sớm đã điều tra rõ ràng rồi. Boom boom boom. Trung Nguyên sư đệ, công kích của ngươi không hề cứng rắn như khẩu khí của ngươi. Hóa hư thuật lại bắt đầu chạy tới chạy lui như chuột. Đệ tử kim đới của Lợi Sơn cũng không sợ chỗ này của ngươi đâu. Tiểu thiên nguyên thuật, không di thuật. Tiểu thiên nguyên thuật, khai sơn môn, khai sơn khôn. Thiên nguyên bút, vạn kinh văn, xoẹt. Boom. Khó trách tự tin như vậy. Hóa ra cũng có chút năng lực. Bản lĩnh của ngươi cũng chẳng có bằng là bao. Giả thần giả quỷ, nếu là thức thời sớm nhận thua. Lúc ra tay, Cửu Long Điển, Tứ Long. Cửu Long Điển, ngươi coi ta là Lục Phong sao? Nghĩ bằng vào Tứ Long là đánh bại được ta? Xoẹt. Bát Long. Cái gì? Cấp độ Bát Long? Cửu Long Điển của ngươi đã tu tới Bát Long rồi. Nếm thử một chút bữa tiệc ta vì ngươi mà chuẩn bị đi. Gào. Đáng ghét. Ta không tin nhị trùng thiên có thể phát huy uy lực gì cả. Ta thấy ngươi chỉ là bề ngoài hung hãn, bên trong khô cạn mà thôi. Tượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, hải kiếm ca, xoẹt. Ta sư huynh dùng toàn lực rồi. Hải kiếm ca này là sát chiêu lợi hại nhất trong tay của huynh ấy. Huynh. Chiêu thuật mạnh nhất của hai người lổ dầm tay một chỗ. Chỉ thấy một đạo nguyên thú, nguyên khí còn trụ được khí tức, liền bị vô số kiếm hải còn lại đâm vỡ rồi. Cửu Long Điển đó trông có vẻ hung hãn, mà lại không chịu nổi một kích hay sao? Tiếp theo đó, đạo nguyên văn thứ hai cũng bị đâm vỡ. Sao lại như vậy? Cửu Long Điển và Hải Kiếm Ca nguyên thuật có cùng đẳng cấp, không đến nỗi bị đánh phá nhanh như vậy chứ? Xem ra Trung Nguyên sư đệ không đủ nguyên khí rồi. Dù sao cũng chỉ có thái sơ cả nhị trùng, cũng không trụ nổi công kích như vậy. Hàng loạt đạo nguyên thú nguyên khí bị phá vỡ. Cửu Long Điển ở trong tay ngươi hình như đã biến thành Cửu Long Điển rồi. Cửu Long Điên rồi. Ha ha, Trung Nguyên sư đệ, đây là bản lĩnh của ngươi sao? Cứ tưởng Trung Nguyên sẽ lợi hại tới mức nào, hóa ra chỉ là lừa đảo thôi. Thất đạo nguyên thú nguyên khí toàn bộ bị phá vỡ, duy nhất còn lại một đạo vẫn ở trên hư không. Giải quyết một loạt. Những ngày tháng tiếp theo, sư đệ hãy sống ngoan ngoãn một chút. Gào. Đạo thứ 8 nguyên thú nguyên khí đó trong trước mắt đột nhiên bạo phát trở nên cực lớn. Cái gì? Đạo cuối cùng lại còn trở lên mạnh hơn 7 đạo trước đó cộng lại. Ta hiểu rồi, tên Trung Nguyên này thực sự giả hoạt. Hắn dồn toàn bộ nguyên khí và đạo ảnh vào đạo long thứ 8. Đạo long ảnh cuối cùng này mới là sát chiêu thực sự của hắn. Dưới sự tấn công của đạo nguyên thú nguyên khí thứ 8 này, tấn công của kiếm hải trong chớp mắt đã bị phá giải. Sao có thể? Đạo nguyên khí này của hắn sao lại mạnh như vậy? Gào. Ngươi. Ta nhận thua. Trong chớp mắt, giọng nói của Tào Sư phát ra. Nguyên thú nguyên khí
đại bão phát cuồn cuộn. Phân phân rõ thắng bại rồi, thất lễ rồi. Rất nhiều đệ tử đứng bên ngoài đã thay đổi cách nhìn với Chu Nguyên. Chu Nguyên đã chứng minh thực lực của mình xứng đáng với những gì mà cậu đáng có được. Vốn chỉ nghĩ hắn là kẻ lỗ mãng, nhưng hiện giờ xem ra là ta xem nhẹ hắn rồi. Cuộc chiến Chu Nguyên đã thắng. Theo ước định trước đó, động thí một tháng sau sẽ do Chu Nguyên xuất trận. Các ngươi còn ý kiến gì khác không? Đã vậy, người sẽ là người thứ ba xuất trận một tháng sau, thay mặt nhất mạch chúng ta tranh đoạt Tiểu Nguyên động phủ. Vâng. Tiểu Nguyên cao giỏi quá. Sao lại như vậy? Hừm, lại vô dụng. Trước mắt xem ra Chu Nguyên đang đứng vô cùng vững vàng rồi. Tỷ thí giữa Chu Nguyên và Tào Sư đã kết thúc. Rất nhanh tin tức đã truyền khắp trong Thánh Nguyên Phong, gây lên một luồng chấn động mạnh. Dù sao chuyện Chu Nguyên cũng là Uyển Sơn đại điển đệ nhất, nhưng tỷ thí thực lực giữa hai bên thực sự không đẳng cấp, khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Chu Nguyên thắng Tào Sư rồi? Sao có thể? Không phải ngài nhìn nhầm rồi chứ? Tin tức cực kỳ chính xác. Ha ha, xem ra con cũng xem thường Chu Nguyên đó rồi. Ai mà biết con có phải đang diễn kịch không chứ? Nói không chừng thẩm thương não, miễn cưỡng yêu cầu Tào Sư thua Chu Nguyên đó thì sao? Nghe nói tên Chu Nguyên kia tu luyện Cửu Long Điển đã đến đẳng cấp bát long cấp rồi. Ồ, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh đấy. Trước đó nghe nói ngộ tính của hắn về nguyên thuật cực cao, không ngờ đúng là như vậy. Ngài đều cao hắn như vậy, sao không nhận hắn làm môn đệ đi? Ta sớm đã không còn tâm khí đấu với Lục Hồng nữa rồi, chỉ có thẩm lão không chịu khuất phục. Đã vậy thì hà tất ta phải tranh giành với một Chu Nguyên? Nếu ta đoán không lầm, bát long nhất sắt, có lẽ hắn chẳng còn bao nhiêu nguyên khí để tiếp tục ứng chiến nữa. Lữ sư dự liệu như thần, Chu Nguyên cả thực nguyên khí đã tiêu hao quá lớn. Dù sao hắn cũng mới chỉ là thái sơ cảnh nhị trùng thiên, đã không còn con át chủ bài nào nữa. Cho nên dù hắn thay cho Tào Sư cũng không có tác dụng gì lắm đối với thẩm trưởng lão nhất mạch. Cục diện này, một Chu Nguyên thô thì chẳng giải quyết được gì. Hắn bây giờ nên nghĩ xem vượt qua động thí một tháng tới như thế nào. Nếu không mất mặt, không để đâu cho hết. Thời gian nước buổi sáng ở cầu đạo điện, cách động thí còn hơn 20 ngày nữa. Các ngươi nắm chắc đến đâu rồi? Thẩm sư, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng chiến. Các ngươi nếu có yêu cầu gì, cứ trực tiếp đến tìm ta. Ta tạ thẩm sư. Thẩm sư, gần đây ta muốn thử tu luyện thiên dưỡng thần lục do trưởng giáo tặng cho, chỉ là một số tài nguyên cần thiết thì vẫn chưa lấy về tay được. Ngươi chắc chắn có thể tu luyện được thiên diễn thần lực, ta sẽ cố gắng hết sức. Đã vậy ta sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên cho ngươi, toàn lực ủng hộ ngươi. Chu Nguyên sư đệ, thẩm sư xem trọng đệ như vậy, đừng làm phụ lòng của ông ấy. Hy vọng đến lúc động thí có thể khiến cho các sư huynh bọn ta mở mang tầm mắt. Đừng chỉ lấy tài nguyên mà không làm được gì. Sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng toàn lực. Đây là giải thưởng tuyển sái đại điển của ngươi, tư cách được nguyên túy tẩy lễ. Nguyên túy tẩy lễ bắt đầu rồi sao? Là ngày mai. Miếng mệnh bài thứ hai này là do Bạch Mi phong chủ cho Chu Tiểu Yêu, nếu cô ấy có hứng thú cũng có thể đến. Ngày mai ngươi có thể đi cùng với Chu Thái. Giải tán đi. Hy vọng tú tẩy lễ ngày này sẽ không khiến ta thất vọng. Hôm sau, khi Chu Nguyên cùng với Chu Tiểu Yêu đến địa điểm tụ họp, Chu Thái, Trương Diễn một số đệ tử đều đã chờ ở đó rồi. Chu sư huynh, nguyên túy tẩy lễ là cái gì vậy? Đợi đến điểm đến đệ sẽ biết. Một tuần hôm sau, nguyên khí dưới chân Chu Nguyên tốc độ lưu chuyển chậm lại, chỉ thấy khoảng trước mặt có những dãy núi cực lớn trùng trùng điệp điệp liên tiếp. Ở giữa sơn mạch đó có những thác nước chảy xiết điên cuồng giống như ngọc long xoay quanh vậy.
Thiên địa nguyên khí ở nơi đây thật là tinh khiết quá. Dương khí bốc lên từ trên mặt nước cũng đều do tinh thần nguyên khí tạo thành. Đây chính là nơi nguyên túy tẩy lễ. Những dòng sông này chính là do nguyên long mạch của Thương Huyền Tông chúng ta tạo ra. Nguyên long mạch thời Vương Triều có cách gọi là long mạch giả. Thậm chí long mạch là một loại do thiên địa nguyên khí tụ tập mà ra. Thương truyền Thương Huyền Tông cũng chiếm cứ một long mạch được gọi là nguyên long mạch, ý là cội nguồn của long mạch. Đây chính là căn bản của Thương Huyền Tông. Đây là nguyên trì, nguyên túy tẩy lễ chính là ở đây. Điều quan trọng nhất của nguyên túy tẩy lễ là long nguyên túy. Đây chính là long khí do nguyên long mạch tản phát ra nhưng ngưng kết lại. Vậy long nguyên túy đó có thể lấy ở đâu? Long nguyên túy ở trong nguyên trì, nhưng phải dựa vào sức mạnh bản thân của đệ từ tẩy lễ tìm ngay trong hồ đó. Đệ nhìn những thủy thú kia chính là do long khí tạo ra. Nếu săn giết nó sẽ có được long nguyên túy từ bên trong nó. Thủy thú thể tích càng lớn, long nguyên túy càng thuần khiết. Nguyên trì mở 10 ngày, mọi người hầu như trong 9 ngày tìm kiếm long nguyên túy. Ngày cuối cùng mới là nguyên túy tẩy lễ. Hóa ra là vậy. Chú Nguyên Sư Đại nhìn kìa, đó chính là tẩy lễ đài và tẩy lễ trụ. Các đệ tử sẽ dựa vào sức mạnh của tẩy lễ trụ kích phát long nguyên túy để cuối cùng hoàn thành tẩy lễ. Tẩy lễ sẽ kích phát long nguyên túy và sẽ xuất hiện dị tương long ảnh chiến thân, cho nên sẽ dựa vào số lượng long ảnh để phân chia đẳng cấp tẩy lễ. Cao nhất là cửu long tẩy lễ, đẳng cấp càng cao lễ càng lớn. Bao nhiêu long nguyên túy sẽ quyết định đẳng cấp tẩy lễ. Cho nên muốn có được tẩy lễ cao cấp, đã phải nỗ lực tìm kiếm long nguyên túy. Vậy, Chu Thái Sư Huynh bình thường tẩy lễ cấp bậc nào? Ta thực sự không xuất sắc lắm. Long nguyên túy tìm được có hạn, cho nên những lần tẩy lễ trước cũng chỉ có tứ long đẳng cấp mà thôi. Những tử đới, đệ tử lợi hại đó, có lẽ có thể đạt tới ngũ long. Nghe nói Viêm Hoàng, trong môn hạ Lục Hồng, trưởng lão mỗi lần tẩy lễ đều đạt được đến ngũ long đẳng cấp. Vậy thập đại thánh tử thì sao? Tẩy lễ của bọn họ có thể dễ dàng đạt đến cấp thất long đẳng cấp. Thập đại thánh tử có khu vực nguyên trì mà tông môn ban tặng cho. Long nguyên túy sản sinh ra ở đó nhiều hơn rất nhiều so với những nơi khác, cho nên bọn họ không phải tốn quá nhiều tâm sức để đi tìm long nguyên túy. Có điều muốn đạt đến tẩy lễ đẳng cấp cao, bọn họ bắt buộc phải tiêu diệt thủy thú quy mô nghìn trượng. Loại thủy thú quy mô nghìn trượng đó thực lực sẽ thế nào đây? Đừng nghĩ quá nhiều Chu Sư Đệ. Những năm gần đây ta chỉ thấy một người của Thương Huyền Tông tiêu diệt được nghìn trượng thủy thú, đạt đến bát long tẩy lễ. Ồ, là ai vậy? Trừ người đứng đầu thập đại thánh tử ra, ai mà có bản lĩnh như vậy chứ? Hóa ra là Sở Thanh. Nhãn cầu của Chu Nguyên động nhẹ. Vị Sở Thanh sư huynh này là người đã lưu lại rất nhiều câu chuyện truyền kỳ ở trong Thương Huyền Tông, nhưng có thể khiến cho nguyên khí tẩy lễ tăng lên đến bát long tầng thứ, xem ra Sở Thanh thật sự bản lĩnh không nhỏ. Chu Sư Đệ có thể nắm chắc cơ hội lần này kiếm đến ngũ long tẩy lễ cũng là không thiệt thòi rồi. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Mau nhìn kìa, nhìn kìa, từ xa một đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên một đỉnh núi. Trên đám mây bồng bềnh có những âm thanh như dịu dàng, chim hót rội lại. Có rất nhiều thiếu nữ trên đó. Kia là Đại Mỹ Nhân, kia là Lý Khanh. Lý Khanh Thuyền xếp thứ 3 trong thập đại thánh tử. Là Lý Khanh Thuyền. Không hổ là Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ. Có điều nếu so với Yêu Yêu tỷ, không so sánh được. Kia là ai? Là Khổng Thánh. Là Khổng Thánh xếp thứ 2 trong thập đại thánh tử. Lại một vị nữa đến rồi.
là diệp ca của Ninh Văn Phong. Sao hôm nay lại đến đây? Sao thập đại thánh tử lại có đến ba người tới đây chứ? Đúng là hiển cận quê mùa, đến chút tin tức này cũng không biết. Nghĩa nào nữ yên sư muội biết sao? Ông nội ta nói trong nguyên trì xuất hiện tung tích của thiên triệu băng thú. Lần này khổng thánh và bọn họ đến có lẽ cũng vì là vì thứ này. Thiên triệu băng thú? Những thánh tử khác không phải đang bế quan thì đang ở ngoài làm nhiệm vụ, nếu không số lượng thánh tử đến còn nhiều hơn. Lần này đã có kịch hay để xem rồi. Bắt Long Tẩy Nễ à? Đó là chuyện cực lớn đó, kể cả không thể cùng hưởng mà mang tầm mắt cũng không tồi chút nào. Trung Nguyên sư đệ cố lên, tương lai có thể sư đệ sẽ có cơ hội bắt Long Tẩy Nễ đó. Ừm, đa tạ sư huynh. Sí, hắn thì làm gì có tư cách đó. Nguyên trì sắp mở rồi. Chú sư đệ, trong nguyên trì đoạn nạc phức tạp, việc tìm kiếm Long Nguyên Thúy phải dựa vào bản thân rồi. Sư huynh yên tâm xem ta đây. Xuất phát thôi, vù. Lệnh bài thẩm sư đưa cho lóe sáng lên rồi. Quả nhiên đây là chìa khóa để đi vào nguyên trì kết giới. Nơi này cũng không tồi. Chu Nguyên nếu đã trở thành một trong những thánh tử thì sẽ được phân riêng một khu vực. Như vậy ta có thể tùy ý ngâm mình vào rồi. Ha ha, vậy tỷ cứ ngâm đi. Ta vào trong nguyên trì để tìm Long Nguyên Túy đây. Chu Nguyên dứt lời liền nhảy xuống dòng nước. Vừa nhảy xuống cậu ấy đã cảm thấy cơ thể lặng trịch, giống như rơi vào đầm này vậy. Sao lại thế này, cơ thể nặng quá. Thông thiên huyền mã khí, áp lực giảm bớt rồi. Nghĩa là hiệu quả do tổ long kinh đem lại. Kia là cái gì? Thật hóa ra là Long Nguyên Túy. Có điều chỗ này ít ỏi quá, kể cả muốn hoàn toàn tẩy túy lễ cấp thấp nhất sợ là phải tìm mấy chục viên mới đủ. Cái gì vậy? Không. Xoẹt, đây chính là thủy thú sao? Không phải nói thủy thú không có linh trí, chỉ làm việc theo bản năng thôi sao? Tại sao vừa rồi ánh mắt của nó lại tham lam vô đáy vậy? Muốn ăn ta đến nơi rồi, muốn ăn ta đến nơi rồi vậy? Hừm, liền một lúc đến vậy nhiều sao? Nhiều như vậy sao? Có chút kích thích rồi. Xoẹt, một nèo đã thu thập được nhiều Long Nguyên Túy thế này. Đám thủy thú này không phải là nên trốn đi hay sao? Sao cứ tìm đến cửa vậy? Có chút không đúng lắm. Có điều cũng là chuyện tốt, đỡ mất công ta tìm từ từ. Chu Nguyên cân nhắc một lúc, đạp mạnh chân để nguyên khí phá bỏ lực cản của nước. Nên là yên tĩnh vậy sao? Đột nhiên có vô số thủy thú nổi lên trên, tham lam nhìn thẳng vào Chu Nguyên. Xem ra thực sự trên người ta có thứ gì đó hấp dẫn chúng rồi. Vạn Kình Văn. Boom. Hình dáng của Chu Nguyên dần hư hóa, hóa thành một hình ảnh bắn tóe ra. Những nơi đi qua, những con thủy thú bị lổ tung, có thể nói là tan tác vì Chu Nguyên. Long Nguyên Túy dâng đến tận cửa, không thể dễ dàng bỏ phí được. Cửu Long Biển, Ngũ Long. Còn ai nữa? Hôm nay các người đến bao nhiêu, ta sẽ giết hết bấy nhiêu. Yeah, cái gì? Thủy thú 500 trượng. Thôn thôn. Đáng ghét, không xong rồi. Gào. Thôn thôn xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên. Một đường áp lực uy áp khủng bố bắn ra từ trong cơ thể nó. Cự thú mở to mồm, trong bóng tối đang lưu chuyển, bạo phát ra lực hấp dẫn khủng bố. Một mèo hút thủy thú ở trước mặt vào trong miệng. Đúng là nguy hiểm quá. Có dễ chơi không? Yêu tỷ, thì biết là chuyện gì sao? Thủy thú ở đây là do Long Nguyên, Long khí Nguyên Long mạch tản ra hóa thành, tuy không có linh trí nhưng hoạt động theo bản năng. Thông thiên huyền loãng khí trên người của đệ sinh ra từ tổ long kinh, nói về trình độ có thể coi là hàm chứa long khí nguyên bản nhất. Cho nên khi đệ muốn lấy long nguyên
túy trong cơ thể chúng, bọn chúng cũng muốn lập tức ăn luôn đấy. Hóa ra là vậy, xem ra là họa do tổ long kinh đem lại rồi. Vậy sao tỷ không nói sớm cho đại biết chứ? Cái gì cũng để đại biết thì vô vị lắm. Bây giờ làm thế nào? Ta cứ xuống nguyên trì là dẫn một đám thủy thú đến. Bây giờ thủy thú càng đến ngày càng mạnh hơn, số lượng cũng ngày càng nhiều. Long nguyên túy tinh thể ta thu thập được ở đây nhiều nhất cũng có thể đủ dùng cho một lần nguyên túy tẩy lễ tứ long đẳng cấp. Ta bây giờ cũng không phải là tứ đế đệ tử, nếu đánh mất cơ hội này thì phải chờ những ngày tháng sau mới có thể quay lại nguyên trì. Lạ thật. Ngoam. Thôn thôn. Nga hơ. Khốn nạn, ngươi nhả ra ngay cho ta. Chỉ cướp lại được những miếng này, anh tiếp tục quay về nguyên trì liều mạng thôi. Số lượng long nguyên túy này là do long mạch hóa ra, cũng có lợi với thôn thôn, cho nên nó mới ăn cướp như vậy. Đưa nó đi cùng đi, nó cũng có lợi ích của đệ rồi, thì để nó đi hoạt động một chút. Có thôn thôn đi cùng, đệ cũng không phải lo lắng bị thủy thú bao vây tấn công. Đúng vậy, thôn thôn là trợ thủ đắc lực, có nó rồi đám thủy thú qua đến bao nhiêu cũng giết bấy nhiêu. Ta nói cho ngươi biết, ăn long nguyên túy rồi thì phải làm việc đi. Long nguyên túy về tay ta 82, ta 73, chúng ta mỗi người một nửa. Xuống ngay cho ta. Thôn thôn, chúng ta đi cho đám thủy thú phía sát ta kia biết mặt. Chu Nguyên đi theo hướng của Yêu Yêu khuya tay, lại một lần nữa xông vào trong nguyên trì, trong dòng nước ngập tràn sương mù. Theo làn sóng trào đến, từng con cự thú cực đại đuổi theo Chu Nguyên. Thiên Nguyên Bút trong tay của Chu Nguyên hóa thành vô số tàn ảnh, vô số thủy thú xông đến, va chạm đến đâu là lỗ tan tác đến đó. Trong nửa khắc ngắn ngủi, chiến đấu kết thúc cùng với sự biến mất của thủy thú. Từng viên long nguyên túy tinh thể lở lên trên. Chu Nguyên thu hết long nguyên túy tinh thể vào trong lòng bàn tay. Khạp. Phải, một nửa số này kính dâng cho ngươi. Đến rồi. Khi một người một thú đang hưởng thụ chia sẻ long nguyên tinh túy, một con thủy thú cực đại một lần nữa xông đến chỗ của Chu Nguyên. Con dẫn đầu thể tích lên đến 500 trượng. Số lượng tích tụ nhiều hơn những con Chu Nguyên gặp khi trước nhiều. Này thôn thôn, ăn xong rồi thì phải làm việc thôi. Cơ thể của con thôn thôn phình ra một chút. Không quá vài tức, một tiểu thú to bằng chú cho con đã biến thành một thần bí cự thú da thịt kim sắc lân giáp. Chân trước của thôn thôn nhẹ nhàng đạp vào nước dòng nước, mở rộng miệng bắn ra một hắc quang thần bí. Hắc quang dần dần tụ tập lại, hình thành nên một hắc cầu khoảng nửa trượng. Trên đó không có chút ánh sáng nào, nhìn có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Thôn thôn quăng mạnh một phát, hắc cầu lao thẳng về phía thủy thú. Hắc cầu xoáy quanh thủy thú, lấy hắc cầu làm tâm, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Một lực hút khủng khiếp bao phủ trời đất, thủy thú bị cuốn vào trong vòng xoáy. Chỉ trong vài phút tức ngắn ngủi, mấy chục con cực đại thủy thú tương đương với thái sơ cảnh ngũ trùng thiên đã biến mất, chỉ để lại hơn chục viên long nguyên túy thể tích cỡ to nhỏ khác nhau lở lên xung quanh hắc cầu. Ánh mắt của Chu Nguyên vẫn nhìn vào một điểm vô cùng kinh ngạc. Ai mà nghĩ được thủy thú lớn mạnh như vậy trong chớp mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Thôn thôn thu nhỏ thể hình lại, đắc ý đi về phía của Chu Nguyên vẫn đang ngơ ngác nhìn. Mạnh vô địch. Hay lắm thôn thôn, xem ra chúng ta chính là hội hợp tác hoàn toàn hoàn hảo vô khuyết rồi. Rõ ràng đều là do ta ra tay mà. Vì chúng ta đi đại sát tứ phương. Nói xong, Chu Nguyên chân đạp lên kim sắc nguyên khí, đưa theo thôn thôn di chuyển về phía trước. Có sự giúp đỡ của thôn thôn, lần này nó không chừng có thể xung kích lục long, thậm chí là thất long tẩy lễ. Đường Đường và Linh Văn Phong Thánh Tử giấu đầu hỏi đuôi làm gì? Hành Thiền Sư Tỷ, cảm nhận của Sư Tỷ đúng là nhạy bén. Diệp Ca, ngươi đi theo ta làm gì?
Đi theo sư tỷ đương nhiên là có chuyện cần bàn rồi. Bàn bạc cái gì? Con thiên trượng thủy thứ đó, sư tỷ có thể từ bỏ không? Diệp ca, ngươi có tư cách nói câu này với ta hay không? Khanh thiền sư tỷ, ta tới đây lần này cũng chỉ vì chuyện này mà thôi. Ngươi làm như vậy là vì Khổng Thánh. Nếu hắn ta muốn giúp Khổng Thánh, chi bằng hạ gục hắn ở đây. Đúng vào lúc này, Lý Khanh Thiền đã phát hiện ra được một luồng kiếm khí bay lên từ trong đám sương mù ở phía dưới, giống như giao long đang ẩn nấp trong bóng tối. Là kiếm khí của Khổng Thánh, chắc là tên đó để phòng mình ra tay với Diệp Ca, đang mai phục ở một nơi không xa. Khanh Thiền sư tỷ, lần này xin sư tỷ hãy nhường cho Khổng Thánh đi, dù sao lần sau vẫn có cơ hội. Nếu như Diệp Ca và Khổng Thánh bắt tay với nhau, nghe là lần này mình đến một nửa cơ hội cũng không có. Khổng Thánh, Diệp Ca, lần này cứ tính như vậy đi. Các ngươi nhớ rõ cho ta, lần này thực sự đắc tội với Khanh Thiền sư tỷ rồi. Khổng Thánh, ơn nghĩa trả ngươi rồi. Chúng ta không ai là ai. Trong nơi sâu của sương mù có tiếng kiếm rít lên như là câu trả lời. Lúc này đây, trong nước biển ở sắc ở nơi xa, Chu Nguyên và Thôn Thôn, hai ánh sáng bắn nổ ra, nơi đặt chân tới, từng cự thú không ngừng nổ bung ra. Có sự giúp đỡ của Thôn Thôn, hướng của Chu Nguyên tản nạc, thì thú dưới sự tấn công của hai người lần lượt hóa thành Long Nguyên Thủy Tinh Thể. Trong thời gian nửa khắc ngắn ngủi, cuộc chiến kịch liệt đã kết thúc, Chu Nguyên lại có được trong tay không ít Long Nguyên Thủy Tinh Thể. Không tệ. Bây giờ Long Nguyên Thủy Tinh trong tay Chu Nguyên vừa đủ dùng vào Lục Long Tẩy Lễ, nhưng muốn đạt tới Thất Long Tẩy Lễ còn cần thể tích đạt tới Long Nguyên Thủy Tinh Thể bên trong cơ thể thủy thú khoảng 700 trượng. Đi đâu mới tìm được thủy thú 700 trượng đây? Thôn Thôn, thủy thú 800 trượng, Thôn Thôn lao lên xử nó. Xoẹt, mạnh quá, chỉ cần một chảo là chém đôi thủy thú rồi. Theo sự tiêu tan của thủy thú, một viên Long Nguyên Thủy Tinh to khoảng đầu người dần dần nổi lên. Thôn Thôn, viên đá này ta cất đi đã, sau đó chúng ta phân chia. Hôm nay giết đủ rồi, chúng ta tìm một chỗ chỉnh đốn rồi bàn tiếp. Nơi nào đó ở Nguyên Trì, nhiều ngọn núi lớn chọc trời cắt xé mặt biển, hình thành một sân cốc xanh mát. Trên sân cốc có thể thấy một căn nhà trúc ẩn hiện trong bóng mây. Khổng Thánh, Diệp Ca, sau này tính món nợ này với các ngươi. Ây da, cuối cùng cũng lên được rồi. Đây nè Lý. Ôi mẹ ơi, sao lại là cô ấy? Đây đúng là vận may mất mạng mà. Ta là tên mù, ta không thấy gì cả. Quá ngu. Dân tộc, chịu chết cho ta. Lý sư tỷ, ta không cố ý. Ta cũng không biết trên đây có người mà. Xoẹt. Wow, boom. Điên rồi. Nữ nhân này hình như đã mất đi lý trí. Bị đuổi kịp thì chết chắc. Vù. Sao cứ mãi không đuổi kịp hắn vậy? Không phải hắn chỉ là đệ tử nhị trùng thiên hay sao? Cả đời ngày nay nguyên khí phải bị tiêu hao hết rồi chứ. Thiên nguyên thuật, bất kể ngươi là ai, hôm nay đều không buông tha ngươi một cách dễ dàng. Vù. Tuyết niên phong linh thuật. Thôi chết, xung quanh bắt đầu đóng băng rồi, anh không được nữa. Ngươi còn ngồi xem kịch nữa, hợp tác giữa hai ta sẽ không còn nữa. Xoẹt. Cái gì? Đòn tấn công của mình. Ngươi tưởng làm vậy là có thể chạy thoát được sao? Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hừ, yêu tể cứu mạng. Ý.
Chu Nguyên, ta thấy ngươi to can lắm rồi đấy. Yêu yêu tỷ tha mạng.